luôn đi. Giam đi, tao nói giam là giam, nghe tao đi. Sợ nghe, tao không dám giam. Tên gì vậy nhà anh nhờ? Anh là tên gì cho em xem ảnh tên anh cái nhỏ đó. Tên tôi nè Hồng Phúc Tâm. Dạ, ừ, lấy tên tao. Lấy được bình bản có luôn. Anh là anh lập bình bản đi. Trời ơi, bình bản chứ đâu làm gì thất nhau làm gì chứ. Thì đâu tắt tức nhau, mình sai thì mình lập bình bản chứ có gì đâu. Ừ, tắt ừ, tức ok, nhau. Ok, ok. Lập bản thế này giờ ai nói gì đâu. Ừ.